Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với Thánh Ca thực hiện dưới sự linh hướng của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát hình trên băng tầng 56.5 của đài KVLA vào mỗi thứ Bảy lúc 11 giờ sáng và thứ Năm lúc 5 giờ sáng. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu bước vào tuần thứ 3 của mùa vọng và đặc điểm của tuần này là chúng ta sống trong niềm vui. Chủ nhật này quý vị sẽ thấy các vị linh mục dâng lễ và sẽ mặc áo màu hồng tươi vui giữa mùa tím thống hối mong chờ vì ngày con Thiên Chúa giáng trần đã gần đến. Và để mở đầu cho chương trình Thánh Ca hôm nay, Kim Thúy xin mời quý vị cùng hiệp ý với ca đoàn Tổng lãnh các thiên thần trong nhạc phẩm Mong chờ Giêsu, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Vũ Khởi Phụng. Xin quý vị cùng theo dõi. Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ, lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Thưa quý vị, Đức Mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc Chúa Giêsu cứu chuộc loài người, nên trong bài Phúc Âm tuần tới quý vị sẽ được nghe về Đức Mẹ. Phúc Âm các năm A thì kể lại việc Thiên Sứ hiện đến với Thánh Giuse để giải thích nguồn gốc việc Đức Maria thụ thai Đức Giêsu. Và Phúc Âm Chủ Nhật năm B thì lại thuật lại cảnh truyền tin, và năm C thuật lại cảnh thăm viếng. Trong tâm tình này, Kim Thúy xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Ave Maria và xin mời quý vị cùng thưởng thức. dịu mát những tâm hồn đang đớn đau nhiều. Mẹ là nơi ẩn náu vẹn toàn. Mẹ là khu vườn kín chốn yên an. Mẹ là nơi con đến. Dẫu san nguy chẳng biến. Để ngàn đời ca danh Maria. Thưa quý vị, là những người Công giáo Việt Nam, mỗi khi Giáng sinh sắp về và trong tâm tình mùa vọng, chúng ta chắc chắn thường ngâm nga câu trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Đây cũng là tâm tình của các anh chị em trong ca đoàn Tổng lãnh các thiên thần muốn được gửi đến quý vị. Cầu chúc cho quý vị có một mùa vọng thật sốt sắng trong niềm mong đợi Chúa hài đồng đến để sưởi ấm mỗi tâm hồn chúng ta qua bản thánh ca Trời Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Tân. thưa quý vị, trong không khí tưng bừng của lễ hội Giáng sinh, chúng ta thường bận rộn để đi mua sắm những món quà để tặng nhau, biếu nhau, nói lên những tâm tình tri ân, cảm tạ hay là muốn bày tỏ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ không món quà vật chất nào có thể dùng để cảm tạ, tri ân, dâng lên Thiên Chúa bằng những cái tâm tình của chúng ta qua những lời ca tiếng hát. Và sau đây Kim Thúy xin mời quý vị cùng hiệp ý với Lý Mai Trang và Kim Thúy qua nhạc phẩm Cảm Mến Ân Tình, một sáng tác của Phùng Minh Mẫn. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không con chỉ hơn, biết lấy chỉ cảm mến thanh ân không bờ bến. Chúa thương ban xuống trên phận đèn, những ân tình xuống từ trên cao muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo, đáng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, vun trao dâng ngàn muôn tấm tình chơi vơi. Nếp trong cánh tay Ngài, con hạnh phúc ngây ngất không ngơi. Ôi tình Chúa em như khung ca tuyệt vời, rộn ràng như suối mơ, lòng tràn dâng ngập bao ý thơ. Vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa, bước đi giữa muôn người đem lòng bên tô thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không con chỉ hơn, biết lấy chi cảm mến thanh ân không bờ bến. Chúa thương ban xuống trên phận đèn, những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo, đáng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Từng theo mỗi bước chân Ngài gọi con bạn thân rất thân, dìu con trên ngàn muôn nẻo đường nhân gian. Chính Ngài mơ vui con cho miền thốt lên những khôn ngoan, tin mừng Chúa đơm hoa khắp trên địa đàng. Trọn đời con ước ao thành lời ca ngợi đấng tối cao, đền tạ muôn hồng ân biển trời thấm sâu. Dẫu đời lắm trong Ngài, xin lòng sát son mãi không phai, xin cùng bước theo chân Chúa trên đường dài. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không con chỉ ơn, biết lấy chi cảm mến thanh ân không bờ bến. Chúa thương ban xuống trên phận hèn, những ân tình